Xin chào các bạn, đây là Max Channel. Và trên tay của mình hôm nay đây là hai chiếc điện thoại đang có cái giá rất là điên đảo ở Max Mobile. Với khoảng 3 triệu đồng thì các bạn sẽ được sở hữu một trong hai. Đây là chiếc Xiaomi Redmi Note 4X, còn đây là chiếc Meizu Pro 5. Và hiện tại thì có lẽ là rất nhiều bạn đã hỏi rằng là nên chọn chiếc máy nào hơn. Hôm nọ thì mình đã có một bài speed test rồi và mình đã hứa các bạn sẽ có một bài so sánh chi tiết ra hai con. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến với bài so sánh chi tiết. Đầu tiên phải nói về thiết kế thì mình sẽ nói luôn là cả hai máy đều khá là chiếm được cảm tình của mình. Cái chiếc Meizu Pro 5 và chiếc Xiaomi Redmi Note 4X đều được hoàn thiện kim loại, nguyên khối. Bên cạnh đó khi các bạn cầm trên tay thì nó cũng được vắt cong rất mềm mại. Tuy nhiên ở trong phần này thì mình sẽ chấm chiếc Xiaomi Redmi Note 4X điểm cao hơn. Vì sao? Thứ nhất là nó có một cái phần mặt lưng được vắt cong mềm hơn. Ở Meizu thì các bạn có thể thấy ở các cạnh viền này nó bo cong hơi gấp một chút nên là sẽ khiến chúng ta hơi bị cấn tay. Bên cạnh đó khi các bạn cầm nắm trong tay thì chiếc Xiaomi Redmi Note 4X chúng ta cũng dày hơn một chút và cái phần màn hình của nó cũng nhỏ hơn khiến cho các bạn cầm rất là chắc. Còn với chiếc này thì nó hơi mỏng quá với cái việc là màn hình cũng to hơn là 5,7 inch khiến cho các bạn cầm rất là dễ bị rơi. Tuy nhiên khi mà điểm lại thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá nhiều bởi vì hai chiếc máy này giống như mình đã nói là cầm nắm rất tốt. Tuy nhiên theo mình, điểm yếu nhất của chiếc Meizu Pro 5 chính là cái phần camera. Các bạn có thể thấy là phần camera của Meizu Pro 5 rất là lùi và nó khiến cho các bạn khi mà đặt xuống mặt bàn thì bị kênh, và bên cạnh đó thì nó sẽ khiến cho cái phần camera này bị xước mặc dù nhìn nó rất là đẹp. Còn với phần camera của Xiaomi Redmi Note 4X thì các bạn có thể thấy là nó rất là phẳng và khi các bạn đặt xuống thì không cần thiết phải lo lắng về việc nó có bị cháy hay không. Tiếp theo thì khi mà nhìn xuống cái phần dưới các bạn sẽ thấy một cảm biến vân tay. Cái cảm biến vân tay của Xiaomi Redmi Note 4X rất nhanh, rất nhạy và giúp cho các bạn chỉ cần một chạm cũng có thể mở màn hình lên. Trong khi đó thì cảm biến vân tay của Meizu Pro 5 thì đặt ngay ở phím Home và nó cũng không thể nhanh nhạy bằng chiếc Xiaomi Redmi Note 4X được. Bên cạnh đó thì ở những cái phím vật lý thì có lẽ mình sẽ chấm chiếc Meizu Pro 5 tốt hơn. Vì sao? Bởi vì cái cụm phím tăng giảm âm lượng cũng như là phím nguồn được đặt rất là vừa tay. Các bạn có thể thấy là mình cầm một tay cũng có thể bấm vào được và không cần phải di chuyển một tí nào. Trong khi đó thì chiếc Xiaomi Redmi Note 4X nếu mà muốn chạm vào hai cái phần phím này thì mình sẽ phải với tay lên rất là cao. Chúng ta chuyển sang phần mặt trước của chúng ta sẽ tìm thấy hai màn hình khá là đẹp mắt. Ở chiếc Xiaomi Redmi Note 4X thì các bạn sẽ có một màn hình 5,5 inch, độ phân giải Full HD. Cùng với đó là tấm nền IPS LCD. Trong khi đó tấm nền của chiếc Meizu Pro 5 lại là Super AMOLED. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có màn hình lớn hơn một chút là 5,7 inch, cũng độ phân giải là Full HD. Cái độ màn hình to hơn, trung độ phân giải thì chắc chắn là mật độ điểm ảnh của chiếc Xiaomi Redmi Note 4X sẽ cao hơn. Tuy nhiên khi nói về trải nghiệm thực tế thì mình sẽ đánh giá chiếc Meizu Pro 5 tốt hơn. Vì sao? Meizu Pro 5 của chúng ta sở hữu màn hình có tấm nền là Super AMOLED. Khi mà các bạn ra ngoài sáng thì sẽ thấy là nó độ sáng rất là cao. Cùng với đó là cái độ tương phản được thể hiện trên màn hình cũng rất tốt. Các bạn có thể kéo mức sáng của hai chiếc máy lên thì sẽ thấy là cái máy Meizu Pro 5 của chúng ta sẽ đáp ứng được tốt hơn, nhất là khi các bạn mang ra ngoài chơi. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có cả hai màn hình đều hơi bị ám vàng. Đặc biệt là chiếc Xiaomi Redmi Note 4X chúng ta sẽ bị ám đỏ một chút. Tuy nhiên cái sự ám vàng và ám đỏ của hai chiếc máy này đều có thể khắc phục được nếu mà các bạn vào cái phần cài đặt và có một cái phần là giúp cho các bạn có thể tinh chỉnh được độ sáng cũng như là tinh chỉnh được cái độ ám vàng hay ám xanh tùy thích. Điểm qua một chút về cấu hình thì mình sẽ nói luôn là cả hai chiếc máy chúng ta có một cái cấu hình khá là tương đồng. Với phiên bản 3GB RAM thì các bạn sẽ có 32GB bộ nhớ trong. Trong khi đó phiên bản 4GB RAM thì các bạn sẽ đều có cái dung lượng bộ nhớ trong là 64GB. Tuy nhiên sự khác biệt nằm ở đâu? Sự khác biệt nằm ở chính là con chip. Chiếc Xiaomi Redmi Note 4X của mình đang sử dụng con chip Snapdragon 625, một con chip tầm trung. Trong khi đó con chip của Meizu Pro 5 lại được sử dụng chung với chiếc Samsung Galaxy Note 5 và Samsung Galaxy S6, đó là con chip Exynos 7420. Đây là một con chip flagship. Các bạn có thể nhớ đến cái bài speed test của mình hôm trước thì các bạn có thể thấy là cái tốc độ load game của chiếc Meizu Pro 5 là rất tốt. Trong khi đó thì chiếc Xiaomi Redmi Note 4X của chúng ta load game rất chậm và hầu hết tất cả các game cũng như là app ứng dụng hàng ngày đều thua kém so với chiếc Meizu Pro 5. Khi mà chơi game nặng như là Mortal Kombat X thì Meizu Pro 5 tỏ ra rất mượt mà và không hề có một chút giật lag. Trong khi chiếc Note 4X chúng ta thì tụt FPS khá là nhiều và bên cạnh đó cái tốc độ load game cũng rất là chậm. Tuy nhiên sự khác biệt nằm ở RAM. Khi mà các bạn có thể nhớ lại cái bài speed test của mình thì cái chiếc Meizu Pro 5 chúng ta hầu hết phải load lại các game. Chúng ta sẽ nói một chút về phần mềm. Phiên bản Android trên chiếc Meizu Pro 5 là 5.1 Lollipop. Trong khi đó phiên bản Android của chiếc Xiaomi Redmi Note 4X là 6.0 Marshmallow. Tuy nhiên thì cả hai chiếc máy này đều được chạy với giao diện tùy biến lại của các hãng Trung Quốc. Thì các bạn có thể thấy là những nhà sản xuất Trung Quốc đều rất chuộng trong cái việc tùy biến lại giao diện. Và cái giao diện của chúng cũng rất là thời thượng.
Bên cạnh đó thì mình cũng xin nói thật là cả hai phần mềm của hai chiếc máy này đều không có gì quá đặc biệt. Những cái tính năng ví dụ như là chia đôi màn hình, chạy nhiều app cùng một lúc của cả hai máy thì các bạn đều sẽ không tìm thấy. Trong khi màn hình của hai chiếc máy này đều là rất lớn, nếu mà chúng ta không có cái khả năng là đa nhiệm, chia đôi cửa sổ thì cũng rất là khó khăn. Chúng ta sẽ nhắc đến một chút ở phần camera. Về thông số thì mình sẽ đánh giá cái chiếc Meizu Pro 5 của chúng ta tốt hơn. Vì sao? Bởi vì camera chính của nó có độ phân giải lên đến 21 megapixel cùng với khẩu độ là f2.2. Cùng với đó thì các bạn sẽ tìm thấy camera trước có độ phân giải là 5 megapixel và khẩu độ là f2.0. Bên đó thì với cái camera trước của Xiaomi Redmi Note 4X có phân giải là 5 megapixel. Trong khi đó thì độ phân giải camera chính của Xiaomi Redmi Note 4X lại thua thiệt hơn khi nó chỉ đạt là 13 megapixel. Các bạn có thể thấy là giao diện camera của cả hai chiếc máy đều rất là trực quan, rất là dễ dùng và có phần rất đơn giản. Tuy nhiên thì mình sẽ đánh giá chi tiết hơn một chút vào các bức ảnh của cả hai chiếc máy. Trong điều kiện đủ sáng thì người làm tốt hơn, không bất ngờ là chiếc Meizu Pro 5, màu sắc của bông hoa được mình chụp thể hiện ở camera của Pro 5 là rất sặc sỡ. Trong khi đó thì bông hoa của Note 4X lại bị thể hiện nhợt nhạt, thậm chí bớt mất cái màu đỏ. Và khi zoom sâu vào thì các bạn có hiện tượng là bệt màu và những cái giọt nước ở trên cánh hoa thể hiện không rõ nét bằng Meizu Pro 5. Mình sẽ chuyển sang chế độ chụp ảnh HDR thì độ sắc nét của camera Note 4X là tốt hơn hẳn. Trong khi Meizu Pro 5 dường như có một màn sương mờ trong ảnh và thể hiện độ tương phản cũng như là màu sắc không sắc nét. Phần cây cảnh trong Meizu Pro 5 bị tối hơn hẳn, chi tiết thể hiện kém hơn so với Note 4X và bầu trời cũng gặp hiện tượng cháy sáng ở góc bên trái. Trong điều kiện thiếu sáng thì camera của Redmi Note 4X bị nòi rất là mạnh, ảnh chụp rất dễ bị nhòe, còn Meizu Pro 5 thì vẫn thể hiện khá là tốt, nhất là cái phần trần nhà góc bên trái ảnh không hề bị tối như ảnh của chiếc Note 4X. Và ở bức ảnh thứ hai khi chụp người thì ảnh thể hiện trên chiếc Meizu Pro 5 tốt hơn rất nhiều khi màu sắc thể hiện rõ nét, phần sáng và tối cũng thể hiện rất là rõ rệt, độ tương phản cao và không hề bị noise mạnh như là chiếc 4X. Và khi vào đánh thử đèn flash thì flash của Note 4X cũng đánh không đều và có phần bị ám vàng. Với camera selfie thì sao? Thì có lẽ là Xiaomi Redmi Note 4X sẽ là người chiến thắng khi mà mang lại độ tương phản tốt, kiểm soát ánh sáng chuẩn hơn, da người tươi tắn, láng mịn hơn. Còn chiếc Meizu Pro 5 chúng ta kiểm soát ánh sáng không tốt, độ tương phản và màu sắc cũng kém hơn và da người bị vàng, thậm chí còn không mịn, rất sần sùi, thiếu thẩm mỹ. Về pin thì sao? Với viên pin thì các bạn có thể lôi ra để so sánh ngay. Dung lượng pin của Note 4X là 4.100 mAh. Trong trường hợp các bạn chỉ sử dụng các tác vụ hàng ngày như là nghe, gọi, nhắn tin rồi lướt web nhẹ nhàng thì các bạn có thể sử dụng hoàn toàn lên đến 2 ngày. Cái chiếc Meizu Pro 5 của chúng ta sẽ có dung lượng pin là 3.050 mAh. Với những tác vụ thường ngày thì các bạn cũng có thể sử dụng từ sáng đến chiều. Điểm đặc biệt duy nhất giữa hai cục pin này đó là chiếc Xiaomi Redmi Note 4X không được hỗ trợ sạc nhanh. Trong khi đó thì chiếc Meizu Pro 5 của chúng ta được hỗ trợ sạc nhanh với chuẩn riêng của Meizu, đó là M-Charge 2.0, có thể sạc 65% trong 30 phút. Và cuối cùng thì mình sẽ đi đến phần tổng kết của hai chiếc máy. Với chiếc Xiaomi Redmi Note 4X thì các bạn sẽ có một chiếc điện thoại với thiết kế đẹp, cầm nắm rất là tốt, với cái cảm biến vân tay một chạm rất là nhanh. Bên đó thì các bạn sẽ có một cái camera selfie rất là cute, thể hiện rất là tốt. Tiếp theo là các bạn sẽ có một thời lượng pin rất là trâu. Bên đó thì các bạn sẽ có một vài điểm yếu, đó là chơi game không tốt, load app chậm và thường bị giật. Với cái đó thì camera chính chụp cũng không tốt. Còn về chiếc Meizu Pro 5 thì sao? Các bạn sẽ có một màn hình rất đẹp là tấm nền Super AMOLED của Samsung. Cái con chip Exynos 7420 của Meizu Pro 5 sẽ giúp cho các bạn có một khả năng load app rất là nhanh. Thời lượng pin của chiếc này là 3050 mAh cũng tạm ổn. Và điểm yếu của nó là camera selfie không tốt, đa nhiệm thì không thể tốt bằng Redmi Note 4X. Như vậy là có lẽ là các bạn đã có được cái câu trả lời là sẽ chọn chiếc máy nào cho riêng mình rồi. Các bạn đừng quên để lại ý kiến, comment cũng như là like, share lại video với bạn bè. Mình rất mong được gặp lại các bạn ở trong các video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.